Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai công văn số 5314 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở ngành, tài chính, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tư pháp, cục thuế tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn trên, báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15 tháng 10. Trước đó, tại công văn số 5314, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình hình thị trường quyền sử dụng đất trên cả nước hiện đang ổn định và phát triển tốt. Song để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về giá đất, hạn chế tình trạng sốt đất ở các địa phương, ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế xã hội, Bộ yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp sau. Theo dõi chặt chẽ biến động giá đất tại địa phương, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất tại địa phương. Tổng hợp báo cáo về giá đất thị trường, kết quả xác định giá đất cụ thể tại các dự án, tại các khu đô thị, khu công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo về tình hình biến động giá đất thị trường 8 tháng năm 2022 so với năm 2021, nêu ra được nguyên nhân biến động giá đất thị trường dự báo xu hướng và mức độ biến động của giá đất thị trường từ nay đến cuối năm 2022 đồng thời gửi kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp báo cáo chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm, trong đó phải cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm. Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo dự thảo, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng đây là điểm mới so với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện hiện hành, với quy định thông số đầu vào tăng 3% thì giá điện mới tăng. Trong trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN sẽ quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng nhằm giúp cấp phần hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang tham gia bảo hiểm của tất cả các công ty về công tác hỗ trợ bồi thường bảo hiểm giải quyết quyền lợi bảo hiểm sáng nay công ty tca việt nam tổ chức lễ khai trương trung tâm hỗ trợ bồi thường nha trang khánh hòa theo đó trung tâm sẽ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm của tất cả các công ty bảo hiểm miễn phí đồng thời tư vấn đồng hành với khách hàng để khách hàng yên tâm với sự lựa chọn giải pháp bảo hiểm nhân thọ Công ty cổ phần TCA là tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ được thành lập từ năm 2014 đến nay đã triển khai hơn 300 trung tâm hỗ trợ bồi thường bảo hiểm khắp cả nước. Năm 2022, chương trình mỗi xã một sản phẩm chương trình ô cốp tỉnh Khánh Hòa có tổng kinh phí thực hiện là 9,59 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ chương trình hơn 7,2 tỷ đồng và vốn đối ứng từ các chủ thể tham gia đánh giá phân hàng sản phẩm trên 2,3 tỷ đồng theo đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop, thuê tư vấn triển khai chương trình Ocop, tổ chức tập huấn hướng, hướng dẫn các chủ thể đăng ký ý tưởng sản phẩm, lập phương án kế hoạch kinh doanh, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đạt sao Ocop. Ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện sản phẩm đạt tiêu chí Ocop như xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã, bao bì, trang thiết bị máy móc cải tiến công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm ô cốp cấp huyện. Với định hướng phát triển sản phẩm ô cốp cấp tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên phát triển tập trung chuẩn hóa các nhóm ngành hàng chủ lực có lợi thế của mỗi địa phương. Năm 2022, toàn tỉnh có 80 sản phẩm của 51 chủ thể tham gia chương trình ô cốp, được phân thành 4 nhóm ngành gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và trang trí. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Khánh Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, công tác dân số trên địa bàn huyện miền núi này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và cần sự quan tâm hơn nữa của các ngành các cấp để công tác dân số đạt được hiệu quả như mong đợi. Là địa bàn miền núi, huyện Khánh Sơn có trên 80% đồng bào dân tộc rất lây. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hiệu quả không chỉ của trung tâm y tế mà còn của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở những năm qua mặc dù công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ và đạt được tín hiệu tích cực song công tác dân số của huyện khánh sơn vẫn còn nhiều khó khăn tư tưởng sinh đông con đông của mong muốn có nhiều con để có thêm lao động vẫn còn tồn tại ở một số bộ phận nhân dân tỷ lệ sinh con thứ ba ở một số xã có chiều hướng tăng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế huyện, tỷ xuất sinh của toàn huyện ở mức cao 20,18%, tăng 0,82% so với năm trước. Nhiều xã có mức sinh và tỷ lệ con thứ ba trở lên cao như Ba Cục Nam, Thành Sơn, Ba Cục Bắc, Sơn Lâm. Nhân gia đình tôi thì bên nay ba đứa con. Hồi trước thì tính để hai đứa nhưng mà vừa kế hoạch còn có là được ba đứa cháu kinh tế thì làm trồng sầu riêng vậy đó làm rẫy làm đồ chứ không kinh tế thì từ ngày trồng sầu riêng đến giờ thì kinh tế cũng phát triển lên cao chứ không có thiếu thốn như hồi xưa nữa để khắc phục tình trạng này, năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, chính quyền các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc các xã thị trấn, triển khai công tác dân số theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hàng năm được tỉnh giao, thực hiện đề án giảm thiểu, tảo hôn, tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bà con xã Ba Cầm Nam hiện tại là trong thuận lợi là trí um, thức của người dân uh, có phát triển hơn và có phối hợp trong công tác uh, sức khỏe sinh sản. Um, còn vấn đề khó khăn hiện tại là có một số hộ gia đình um, không có điều kiện cho con em uh, ăn học tên nơi tới trốn. Cho nên uh, cái nhận thức nó chưa uh, rõ ràng. Cho nên những trường hợp đó bé những những người đó trong gia đình là họ sẽ có vẫn có xảy ra trường hợp tạo hôn ở trong địa bàn xã ban chỉ đạo à, thì à, cùng sự phối hợp của y tế thông bản để mà hạn chế cái mức giảm sinh đó thì à, khoa dân số à, cũng như là trung tâm y tế huyện Cát Sơn có tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Thanh Sơn cũng như là có cái công văn đề xuất với Sở Y tế. Đề nghị là ngoài cái phương tiện tránh thai miễn phí cho các cái đối tượng đang được thụ hưởng như hiện nay thì có thể là uh, cho tất cả mọi uh, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ phụ nữ từ 15 49 tuổi trở lên mà đang trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục được thụ hưởng các cái uh, phương tiện tránh thai đó họ um, À, họ khắc phục được cái việc mà tình trạng mà họ sinh sinh con thứ ba trở lên à, để giảm được cái mức sinh à, theo kế hoạch đề ra từ đầu năm hoạt động truyền thông nâng cao chất lượng dân số đã được đẩy mạnh song vẫn là bài toán khó tại các xã vùng sâu vùng xa vùng tập trung đông đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống chính vì thế ngoài sự vào cuộc của ngành dân số các cấp chính quyền phải có sự quan tâm hơn nữa để phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa lại để câu lạc bộ Công an Nhân dân chi điểm trong trận đấu vòng 15 giải hạng nhất 2022 trên sân vận động 19 tháng 8 diễn ra vào chiều hôm qua. Cuộc đua lên hạng đang trở nên gây cấn hơn. Với lợi thế sân nhà, người hâm mộ kỳ vọng đây là cơ hội để Khánh Hòa bước lên ở vị trí số 1 Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Trong suốt hiệp 1, hai đội không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Sang hiệp 2, Khánh Hòa thay đổi lối đá. Đến phút 52, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân đã có bàn vươn lên dẫn điểm. Sau pha đá bồi ghi bàn thắng của Đình Nhơn. Hàng thủ vững chắc khi chỉ để lọt lưới một bàn trong 7 trận trước đó, những tưởng sẽ giúp cho đội chủ nhà bảo toàn được tỷ số lại bất sai lầm ở phút 82 thành lộc chuyên bóng hỏng để minh bình kiểm soát được và tiền đạo này đã dễ dàng hạ gục thủ môn thế kiệt để quân bình tỷ số một đều cho công an nhân dân với trận hòa đáng tiếc này công an nhân dân và khánh hòa tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu khi cùng có 29 điểm nhưng đã bị quảng nam rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm như vậy cuộc đua hai vé lên hạng đã nóng khi có sự trở lại của quảng nam ở lượt tới khánh hòa và quảng nam sẽ chạm trán nhau nên đây được coi là trận chung kết của cả hai đội theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tam bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông, Philippines khoảng 710 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tam bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km h giật cấp 11. Dự kiến đêm 25 tháng 9, bão Noru vào Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, và có xu hướng mạnh thêm. Đến ngày 27 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió vùng gần Tam Bảo mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 25 tháng 9, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần Tam Bảo mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3. Để chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông, bão Doru, Đô thực hiện nội dung công điện số 29 hồi 9 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương đơn vị thực hiện một số nội dung sau. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết thiên tai kịp thời thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kêu gọi hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu có thể xảy ra Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã thành phố chủ động bố trí trực ban, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, bão và mưa lũ để kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp ứng phó. Chủ động ra soát thống kê số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển để triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán dân khi có tình huống bão, mưa lũ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát các khu vực sung yếu có nguy cơ ảnh hưởng bão mưa lũ, đặc biệt các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, các khu vực hạ lưu hồ chứa, chủ động thông tin cảnh báo đến người dân về tình hình thiên tai để nắm bắt, ứng phó. Sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người tài sản trên các đảo và lòng bè, chòi, canh nuôi trồng thủy sản, hải sản. Các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, công trình đang thi công trên biển, ven biển. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thủy điện tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi diễn biến mưa lũ để tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình huống vùng hạ du để điều tiết tích nước xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. Các đơn vị cứu hộ cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ căn cứ diễn biến thời tiết kịp thời ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo và chuyển tải thông tin đến các địa phương đơn vị, đặc biệt là đơn vị quản lý hồ chứa, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố để nắm bắt kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. Đài phát thanh và truyền hình các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông ở các địa phương tăng thời lượng phát tin về diễn biến của mưa bão để các cấp chính quyền và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó các địa phương đơn vị tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nắm bắt chỉ đạo kịp thời chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh và truyền hình khánh hòa đến đây sẽ được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi